Trong chiến tranh cũng như trong thời bình, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ quân đội luôn là lực lượng xung kích đi đầu trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là ở những nơi khó khăn, gian khổ và hiểm nguy. Nhằm phát huy hơn nữa sức sáng tạo, tinh thần dấn thân của tuổi trẻ, nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động đã được triển khai trong toàn quân, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành cơ hội để các cán bộ đoàn viên thanh niên thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của mình. Và cũng từ các phong trào đó, nhiều tấm gương thanh niên quân đội được Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng ghi nhận là hạt nhân tiêu biểu lan tỏa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ quân đội đến với thanh niên cả nước. Qua 21 lần tổ chức với gần 5.000 công trình sáng kiến tham dự, giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội được ví như một vườn ươm, nơi phát hiện, bồi dưỡng và chắp cánh cho các tài năng khoa học trẻ trong toàn quân. So với lần đầu tiên tổ chức vào năm 2000, chỉ có 51 công trình sáng kiến thuộc 3 lĩnh vực tham dự, thì đến năm 2021 đã tăng lên 592 công trình sáng kiến với trên 10 lĩnh vực. Hàng ngàn công trình sáng kiến sau khi đạt giải tiếp tục được các tác giả, nhóm tác giả hoàn thiện, đưa vào ứng dụng rộng rãi, làm lợi cho đất nước hàng trăm tỷ đồng. Những cái công trình, những cái sản phẩm, những đề tài mà được tuyên dương thì hết sức có ý nghĩa về mặt quốc phòng, an ninh cũng như là ý nghĩa về mặt dân sinh và các vấn đề phát triển kinh tế xã hội khác. Hy vọng rằng thanh niên quân đội sẽ tiếp tục phát huy cái tinh thần sáng tạo của mình để ngày càng có nhiều hơn những cái công trình, những sản phẩm sáng tạo và để cho phong trào tuổi trẻ sáng tạo của chúng ta phát triển một cách rộng khắp hơn, đồng đều hơn ở tất cả các địa bàn, các khu vực, các đơn vị và đóng góp nhiều hơn nữa cho việc xây dựng và hiện đại hóa quân đội cũng như là bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Được vinh danh là gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân là niềm tự hào, là động lực phấn đấu của bất cứ thanh niên quân đội nào. Đằng sau vinh dự ấy không chỉ là quá trình rèn luyện cống hiến không ngừng nghỉ mà còn là tinh thần xung kích sáng tạo, vượt mọi khó khăn của những cán bộ quân nhân trẻ trên tất cả các lĩnh vực công tác, từ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hay trong phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai. Từ các phong trào thì có rất nhiều cái mô hình cách làm hay sáng tạo trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, trong nghiên cứu khoa học, trong lao động sản xuất và trong làm các nhiệm vụ khác. Bám vào ba cái chức năng của quân đội thì đã xuất hiện rất nhiều cái điển hình, các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, đoàn viên thanh niên vừa tham gia học hỏi trao đổi kinh nghiệm, vừa được nhận thức kiến thức mới về trên tất cả các mặt công tác, và quan trọng hơn là qua phong trào hành động cách mạng thì họ được bộc lộ, họ được thể hiện chính bản thân mình. Những phong trào thi đua, cuộc vận động, giải thưởng thường niên của thanh niên quân đội đã thực sự truyền cảm hứng, góp phần thắp lên ngọn lửa của nhiệt huyết và niềm tin trong hành trình tự hoàn thiện để cống hiến cho quân đội, cho Tổ quốc của tuổi trẻ toàn quân. Và trước những sứ mệnh mới của thời kỳ mới đặt ra cho thế hệ mình, họ sẵn sàng viết tiếp những trang rực rỡ, góp phần tô thắm hình ảnh, phẩm chất cao đẹp, bộ đội Cụ Hồ.